Các bạn thân yêu. Các bạn thân mến. Hai đi và Atin. Nói đi. Tập kỹ ghê. Nói chung là đây là một buổi chiều cuối tuần, đúng là buổi tối rồi. Vui vẻ. Thì tại sao mà Xin với lại Heo có mặt ở đây? Đúng rồi. Một cái quán rất là đặc biệt. Quá đặc biệt. Cũ lâu đời. Cũ lâu đời. Và có cái thức ăn mà đặc biệt nhất, đó là món hủ tiếu Nam Giang bí truyền của người Campuchia. Mà cái quán này ngon ở chỗ là nó lâu đời, và khi các bạn ăn nó có cái mùi đặc sản. Đây, không phải là mình hả? Mì tho hả? Mì tho sai rồi, sai. Mì tho hả? Mì tho hả? Vậy thì làm sao được kiếm một tô hủ tiếu mì tho thơm phức, giang lừng, đúng hấp dẫn tại Sài Gòn? Ở đâu ra? Ở đâu ra? Đây, địa chỉ ông Cả Cần, một quán rất là lâu đời, bán từ 12 giờ trưa tới 2 giờ sáng, ngay trên chánh điện đường Nguyễn Tri Phương, mặt tiền gần mấy chỗ bán xe máy. Tôi không có biết địa chỉ luôn, tại vì này là cái địa chỉ mà nằm 200 mấy anh? 223. Dạ, 223. Nguyễn Tri Phương. Ông chủ mới nói nè. Đây là quận mấy ạ? Đây, ông này nè. Quận 5. Thấy chưa? Ông đó. Ông chủ đó. Bây giờ mình tràn vô trong cái chỗ cái bà bán, coi bà bán cái gì. Đi. Đi. Bà này bà chủ nè. Đâu? Phải chủ không? Không chủ hả? Chủ bên kia kìa. Sai rồi. Bà này là kế chủ tao. Nhưng mà một ngày người phụ nữ này trụng 7.000 tô hủ tiếu. Khủng khiếp. Bây giờ anh kêu món giùm em, kêu như thế nào? Bây giờ em món gì? Ở đây là phải biết ăn, không phải tới cứ ập vô là biểu bưng hủ tiếu ra là ăn. Sai. Đúng không em? Nó phải có cái món ngon và có cách ăn của nó. Đúng rồi. Món ngon là món gì nói đi? Hủ tiếu sườn. Sao nữa? Dạ sao nữa? Xong. Xong là đâu rồi xong? Quan trọng muốn ngon đặc biệt là chỉ quất hai tô sườn khô giùm em. Nhiều tôm khô. Ra bàn nói chuyện với nhau tiếp. Tới rồi. Wow. Rồi. Đó, vô. Trời ngon quá. Giờ xô hàng để hú hồn nè. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái cục sườn của người ta cũng khác các bạn giờ. Sườn non mà sườn sụn. 갈빈데 이거 뭐라고 하죠, 이거? Rồi giờ cái tô này. Cái đó mình iroke umsik isseumyeon. Có sốt riêng của người ta. Sốt ga ttaro irkke isseoyo. Sốt riêng nha, sốt riêng nha. Nè, sốt ga ttaro irkko. Trời ơi, cái này đây. 이거 보시면 새우입니다. 마른 새우. Tôm khô homemade. 네, 집에서 만든 마른 새우. Yeah. 1 2 3. Bên này. Trộn phải biết cách. Đầu tiên, chúng ta cầm đôi đũa chọt vô đây. 처음에는 đánh tơi nó ra. 예, 이렇게 이렇게 하면 된대요. 아니, 비비는 게 아무렇게나 비벼도 되는 거지. 굳이 이렇게 비비나. 주사 비빔밥. 아. 삼촌. 김막 쪽냐? 저도 거의 안 들어. 제가 먼저 먹어 보도록 하겠습니다. 자자. 자자. 아? 맛있지? 아? 완전 맛있어. 아이고. 그 사운 나오게 돼 또. 면발이 너무너무 탱탱해요. ngon ngon bị chót sò bị chót sò bị chót sò quá bà xin đúng 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 muốn xin quá ngon anh thử ăn cái thật đây chả quá nó mềm hết biết nói luôn 고기가 어떠냐면요 굉장히 부들부들하고요
왜 있잖아요. 이거 무슨 뼈라고 하는지 잘 모르겠는데 흰색 씹을 수 있는 물컹물컹한 뼈 있잖아요. 아유. 먹는 거 미칠 것 같아요. 진짜 너무너무 부들부들하고 아무튼 이거는 까네 짝단 나오 라우 라우 장 라우 이건 굉장히 오랫동안 끓여서 정말 오 깨나오이 먹으면 봐라. 네. 고기도 먹고 몇 면발도 먹었으니까 국물을 thú hồn. Cái nước này nó ngọt cái gì? Nó có vừa có tôm khô mà nó còn vừa có cái cục xương này nữa. Nấu 7-7-49 ngày mới ra cái nước này. Chứ đâu phải đơn giản mà làm được nó. 정말 대박이야. 이거는 한국 분들도 정말 어렵지 않게 너무 쉽게 드실 수 있는 음식. 이 이름은 고띠우 xương khô. Nãy giờ tôi chỉ tội nghiệp cho một người thôi. Nhà quay phim. Đã nhìn, đã đâu được ăn. Mong mong. 네, 저희 이제 다 먹었어요. 음식과의 전쟁을 마쳤네요. 오빠. 아. 님뚝 đi, 님뚝. Nó quá, nhìn tôi nó. Người Việt Nam có câu căng da bụng thì trùng da mắt. Có nghĩa là cái bụng nó là con mắt nó sẽ nhắm lại. Thế hả? Bên Hàn Quốc thì lại có câu này: thi thể nó ăn rồi chết khác. Anh có hiểu không? Tại sao bà nói? Tức là thi thể, bản thân thi thể là nó đã chết rồi. Con người chết rồi thì nó trở thành thi thể. Nhưng mà mình ăn no rồi là thi thể nó bị biểu cảm khác. Còn đói chết biểu cảm khác. 206 vậy. Ừ, tính tiền đi em. Ừ, bỏ qua cái câu này đi. Sao em? Nhiêu em? Bao nhiêu một tô cưng? Một tô 65.000 một tô, hai cục xương bự khổng lồ. 65,000 đồng에 한 그릇이랍니다. 그래서 저희가 세 그릇을 시켰으니까 200 mấy? 206. Là bao gồm 3 tô hủ tiếu, hai cục xương bự khổng lồ mỗi tô với lại gì đó. Vậy. Gì đó? Cái bánh bao đặc biệt. Đây. Đây là người đàn ông buôn bánh bao. Nó 1000 thứ. Cái này là gì anh? Bánh bao. Em biết rồi. mà nhân gì á? Nhân thịt heo. Chân cốt gà. Có chân muối luôn không? Có luôn. Người ta dạo này thế giới phát minh ra một cái loại bánh bao mà không khai. Dân chúng bu vô ăn một thời gian bây giờ ngán rồi. Bây giờ Việt Kiều hay là ai cũng vậy, về Việt Nam lại ngược lại thích cổ truyền, thích kiếm lại bánh bao mùi nó khai khai ăn thì chỉ có bánh bao Cả Cần thôi. 먹어보도록 합시다. 네. 아, 나 꼭 가냐. 응. 나 trời ơi. Trời ơi, chết. Quất luôn. Ừ. Dạ. Rồi, xong. Nó nhỏ gọn mà nó có vỏ. Giỡn hả bà con? Chà. 이게 한국 분이 드시기에는 냄새가 조금 있을 수도 있어요. 그러니까 예를 들면은 한국의 뭐 된장이나 청국장 뭔가 이렇게 특이한 그런 냄새 그런 것처럼 베트남도 그런 냄새가 있거든요. 뭐니 뭐 야채는 không có công nghiệp hả? 솔직히 이게 좀 냄새가 심한 경우도 있고 아닌 경우도 있는데 여기는 괜찮네요. 너무 nói chung là các bạn hãy nhớ địa chỉ quen thuộc. 자, 호빵 안에 고기가 가득 있죠. 계란도 있어요. 워 네이트네요. 증 무이. 아, 요거 여기 계란 노른자인데 이거는. Các bạn hãy nhớ địa chỉ quen thuộc. Bánh bao Cả Cần và hủ tiếu Cả Cần đặc sản. Nói chung là lần sau các bạn muốn biết được nhiều món ngon hơn nữa ở chương trình siêu ham ăn, chúng ta chỉ cần làm một chuyện rất đơn giản đó là 보세요. 열심히 누르시고 계속 저희를 팔로우하시면 됩니다. 그래도 나 luôn cho. Các bạn chỉ cần làm một chuyện rất là đơn giản đó là bấm cái nút subscribe ở dưới này. 네, 그 subscribe 누르시면 돼요. Follow kênh của Henry Won. 네, 팔로우해 주세요. 그럼 이제 chương trình siêu ham ăn. Bye bye. Bye bye.